Vô chào mừng các bạn đến với buổi talk show thứ hai của Team DNA. Thì bữa nay là sau khi thảo luận thì tụi mình quyết định là sẽ nói về cái chủ đề là combo. Đó, đây là cái chủ đề mà khá nhiều bạn quan tâm. Rồi ok, thì thường là các bạn học xong trick thì các bạn sẽ có những cái câu hỏi, ví dụ như là bây giờ mình nên là học theo người khác để mà mình đưa cái chiếc đó vào combo, hay là mình nên là tự sáng tạo ra những cái combo, những cái đoạn liên kết mà sử dụng những cái chiếc đó của riêng mình. Đó, thì sau đây thì mình sẽ tham khảo ý kiến của bạn Akai và bạn Dệt về kinh nghiệm của các bạn. Khi mà các bạn học xong một cái chiếc thì các bạn làm cách nào để đưa cái kỹ thuật đó vào cái combo. Rồi đầu tiên là mời bạn Akai. Oh, hello, xin chào mọi người. Chủ đề này nó khá là dài dòng ha. Thì hy vọng mọi người cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau thảo luận. Thì mọi người sẽ có những cái cách khác nhau đúng không bạn Akai? Ừ đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Tại vì như mày với anh Dệt thì cũng có cái cách riêng của mình. Thì nhưng mà riêng tao thì khi mà học trick này kia đầy đủ, có nghĩa là học nhiều trick rồi, thì có thể là nên phải học theo người khác để mà hiểu hơn về một cái cấu trúc, về cái cấu trúc của một cái combo, thay vì là tự sáng tạo. Bởi vì lúc đó cái vốn trick của mình vẫn chưa có đủ nhiều đúng không? Thì mình học theo người khác sẽ giúp cho mình hiểu hơn về cái cấu trúc, rồi sau đó mình có thể áp dụng. Thì khi mà mình học theo người khác thì vô tình là mình thấy người ta làm những cái kỹ thuật mà mình chưa biết, thì mình có thể mình biết thêm được nhiều cái đúng không? Đúng rồi, sao anh Dệt êm vậy? Anh Dệt lo chạy bài. Ừ thì trong cái quá trình học người khác, tôi nghĩ nó có những cái vấn đề như là như mày nói, là có những trick mày chưa biết. Thì đối với tao thì nó là một cái giống như một cái động lực để mà mày có thể học được thêm những cái mà mày chưa có rành. Giả sử như trong một cái combo nó có 5 trick mà hết 4 trick là mày không biết rồi, thì lúc đó mày phải lật đật mày chạy đi mày học cái đó đúng không? Mày phải chạy đi mày học cái trick đó để mày làm ra cái combo như vậy. Thì nó vừa là một cái lợi thế mà cũng vừa là một cái gọi là cái gì? Cái hại hả? Một cái bất lợi, nghĩa là mày phải học thêm quá nhiều. Thì có thể mày có thể tham khảo những cái combo mà nó có nhiều cái trick mà mày biết, thì lúc đó nó sẽ đỡ nản hơn là tiếp cận một cái combo mới có quá nhiều cái material, quá nhiều cái trick mà mày không biết, thì nó khó khăn hơn đúng không? Có khi nào mà mày kiếm mà thấy combo nào mà mày cũng không biết hết thì mày nản, mày nghĩ luôn không? Tao thì sẽ cố tìm mỗi combo nào đó mà tao có thể làm được. Nếu nhớ về ngày trước thì thực ra tìm cái nào nó dễ dễ xong rồi cố gắng học trick thêm. Tức là tìm những cái combo mà cho newbie nó vừa tầm kia đúng không? Đúng rồi, nó vừa tầm với mình. Đó thì những cái combo đó thì trên mạng thì nó cũng có nhiều hướng dẫn mà đúng không? Đúng rồi, thí dụ như channel của Nico nè, của mày nè. Đúng rồi bạn, tuyệt vời. Subscribe Black Friday ngày mai coi tiếp. Nhưng mà thì đó. Anh Dệt sao anh Dệt? Còn anh Dệt thì sao? Anh thì sao ta? Nếu mà học 8 trick cơ bản thì đối với anh thì không có đủ. Nên anh lúc mà mới tập á thì anh xác định ít nhất phải 45 trick anh mới bắt đầu tập combo. Vậy tức là anh quan tâm số lượng. Nói chung mình cứ đạt tới một số lượng trick nhất định của mình, rồi mình từ từ phát triển lên thành link cây, xong rồi qua. Rồi mình tự mình ghép lại đúng không? Mình không có tham khảo ai hết mà mình tự mình ghép lại. Có chứ, kiểu mình coi thử người ta làm cái trick này như thế nào, link cây như kia. Vậy thôi. Ok. Thì còn quan điểm của mày thì sao? Tao thì cũng coi như là giống như anh Dệt mà cũng giống như mày, nói chung là tùy. Tức là sẽ có những cái mà mình không biết gì hết thì mình có thể mình coi những cái clip của người ta để mình tham khảo. Sau đó mình sẽ dựa vào cái
linkage, mà là cái combo của người ta, mà mình biến đổi, mình đưa được cái kỹ thuật đó vào và mình biến đổi theo cái ý mình, chứ không phải mình copy nguyên si thì nó sẽ bị mất cái sự sáng tạo. Ừ, cái ý đó cũng hay á, nghĩa là mày biến đổi, mày chuyển cái trick mày không làm được trong cái link đó hoặc là cái combo đó, xong rồi mày chuyển nó thành một cái thứ mày có thể làm được, đúng không? Kiểu như là biến đổi nó một xíu để nó vừa tầm với mày hơn, kiểu vậy. Thì ví dụ như là cái đoạn đó mày làm, mày chỉ làm được có cái đoạn đầu thôi, còn cái đoạn sau thì mày không làm được, nó có quá nhiều cái mày không làm được. Thì mày có thể mày thay vì mày copy nguyên như người ta, mày đi kiếm những cái hướng dẫn, những cái kỹ thuật lẻ lẻ mày học thì nó mất thời gian quá, trong khi mày đang cần, mày đang muốn đưa một cái kỹ thuật nào đó vô, mà giờ mày lại phải mất thời gian mày đi tìm những cái kỹ thuật khác. Thì bây giờ mày có thể biến đổi nó để cho nó phù hợp hơn với cái trình của mày. Đúng rồi, đó cũng là cách, có nghĩa là thay vì, thì nó có hai cái trường phái, theo tao nghĩ là hai cái hướng đi, có nghĩa là cái nào cũng được, nhưng mà mày có thể vừa chọn theo cách của tao là nhiều trick cần phải học quá rồi đi học trick, hoặc mày có thể biến nó thành cái thứ mà mày có thể làm và làm cho nó phù hợp với lại cái nguyên cái combo đó, một liên kết đó, đúng không? Thì đó, đại khái là như vậy, nó chỉ có hai cách để mà mình có thể tiếp cận việc tạo ra một cái combo hay một cái liên kết. Vậy thì khi mà mày tập một cái kỹ thuật thì có cái phương pháp nào để tập một cái cho nó hiệu quả không? Ví dụ như là hồi xưa tao có nghe The Blood Good là một cái người chơi hồi xưa đó, thì có Việt Nam phải không? Blood God có chia sẻ là khi mà tập á, thì ghi ra một cái tờ giấy, trong cái tờ giấy nó có kẻ ô ly đó, thì mày đánh một lần mày làm được, mày sẽ đánh một dấu ít vô đó, thì khi mà mày đánh hết cái tờ giấy đó thì mày sẽ làm được cái kỹ thuật đó, kiểu vậy. Thì mày có cái phương pháp nào chia sẻ cho các bạn? Đó thì tao có một cái phương pháp cụ thể mà tao theo nó, tao sử dụng nó, áp dụng nó trong một thời gian rất là dài, đến bây giờ vẫn vậy. Ngày xưa tao cũng làm một cái video chia sẻ về cái chuyện này, có nghĩa là nó sẽ là ba bước. Bước đầu tiên là trong một cái liên kết hay một cái combo thì mày phải xác định là mày muốn tập cái gì, đúng không? Một cái trick nào đó. Thì cái bước đầu đối với tao sẽ là làm một cái gì đó mà mày quen, xong rồi mày sẽ nhét cái trick mà mày muốn học vào trong cái phần giữa. Có nghĩa là trick đầu, phần đầu sẽ là một cái thứ mày quen, xong rồi mày sẽ nhét cái trick mày muốn học vào ở giữa, đúng không? Và cái phần cuối cũng sẽ là một cái thứ nào đó mày quen. Thì khi mà mày tự tạo ra một cái combo như vậy để mà mày luyện, mày tập luyện á, thì nó sẽ giúp cho mày là mày phải liên tục làm cái trick đó mày chưa quen, nhưng mà để vào trong một cái combo nó thoải mái, một cái liên kết nó thoải mái cho mày, thì mày sẽ có động lực mày học hơn, thay vì mày là học cái trick không. Mày dựa vào combo để mày tập cái trick luôn, đúng không? Mày đưa đúng, vào chính xác. Combo trước, sau đó mày đúng. Mới tách nó ra từ trong cái combo đó. Không cần nhất thiết phải là một cái combo, mày chỉ cần 3 trick thôi. Thì trick thứ nhất là trick để dẫn vô trong cái trick ở giữa, rồi cái trick thứ hai là cái trick mày muốn tập, và cái trick thứ ba là cái trick sau khi mà làm cái trick mày muốn tập đó. Thì nó sẽ có 3 bước như vậy, 3 trick. Có thể có một cái ví dụ nó cụ thể hơn không? Ví dụ hả? Có nghĩa là lên hình đó. Ok, để tao nghĩ rồi. Ok, thì ngày trước tao, mấy hôm trước là tao có tập cái trick đưa như vậy. Thì tao sẽ nghĩ là trick nào để mà tao dẫn nó vào cái trick đó, thì có thể là cái này. Cái gì ta? Đẩy đi vô, đỏ lên vậy. Xong rồi trick thứ ba sẽ là cái trick gì đó sau đó, bất cứ cái gì. Thì mày sẽ vừa được tập cái trick một là mày dẫn vô, xong rồi cái trick thứ hai là cái trick mày muốn tập, đúng không? Thì dẫn vô, dẫn vô trick tập, rồi sau đó làm cái gì đó tiếp theo, kiểu vậy. Cũng khá là hay, tại vì cái chiếc ban đầu nó sẽ như là nó sẽ tạo cái đà cho cái chiếc mà mày cần tập, thì nó sẽ đôi khi nó sẽ dễ hơn. Còn anh Việt thì sao? Sao ta? Anh thì cũng cái cách tập của anh cũng giống AK, nhưng mà trước đó thì anh sẽ tập cái trích cần tập trước, cũng gần cho nó nhuần nhuyễn cái đã.
anh chỉ tập riêng cái chiếc đó thôi đúng không? Tức là anh không có đưa nó vô nha cai mà là anh sẽ tập trung anh tập cái chiếc đó luôn đúng không? Anh tập ngay từ đầu cái chiếc đó cái đã, tại vì đối với anh lúc đó thì kiểu suy nghĩ ra một cái combo nên nó khó hơn là tập với cái trích, vì cái cơ bản mình chỉ tập trung chăm chú cho đúng một trích đó thôi thì khả năng mình luyện tập sẽ cao hơn một chút. Là ngày đêm mình sẽ chỉ tập cái trích đó thôi, rồi sau đó là gần được rồi mình sẽ áp dụng giống như Akai, mình sẽ đưa nó vào trong một cái liên kết nào đó. Là bước đầu luôn. Đúng rồi. Ừ. Còn mày sao? Tao thì cũng gần giống như anh Việt. Hồi xưa là tập cái nào thì chỉ tập trung tập cái đó thôi. Ví dụ như là tập boss thì coi như là tao chỉ tập đúng cái đó thôi, tao không có đưa nó vô một cái linkage hay là combo nào hết. Ok, thì mày gọi là cái gì? Ví dụ đi, ví dụ. Ví dụ như là tập boss thì mình chỉ tập boss thôi, mình không có tập cái gì khác hết. Ví dụ như mình cố gắng mình coi những cái clip hướng dẫn, những cái phần của boss, ví dụ như ban đầu người ta cầm như thế nào đó, người ta cầm mình nhìn cái cách người ta cầm, người ta cầm cái phần nào dài, cái phần nào ngắn thì mình chú ý mình nhìn cho nó kỹ. Sau đó thì cái ví dụ như cái kỹ thuật boss thì nó bao gồm những cái kỹ thuật như là traditionic đó, thì mình phải nghiên cứu những cái đó, mình phải coi đi hỏi này kia đó, thì nó bao gồm những cái kỹ thuật nhỏ nào trong đó thì mình đi hỏi những cái người ta chơi trước, hoặc là mình biết thì mình áp dụng vô luôn đó. Vì một cái câu hỏi nữa là hiện tại thì có nhiều quan điểm cho rằng là để mà nâng cao trình độ thì phải battle, thì không biết là cái suy nghĩ của mọi người như thế nào, không biết suy nghĩ của mọi người như thế nào về cái vấn đề này. Ok, anh Dệt đi trước, anh Dệt. Nói chung thì để tao nói trước cho, tại vì khi mày battle thì cái mục đích của mọi người khi mà battle là để nghe những cái lời nhận xét từ những cái người đi trước. Dựa vào cái nhận xét đó thì mình sẽ cải thiện những cái khuyết điểm của bản thân để mà mình nâng cao cái trình độ. Đúng rồi. Nhưng mà một cái nó cũng hơi buồn là hiện tại thì có nhiều người kiểu như battle mà không có đầu tư. Tao thấy là không có, kiểu như không có đầu tư hoàn toàn cái sức của mình. Đó, kiểu như là mày cứ làm cho nó qua thì đăng lên, thì khi mà được chê, bị chê này kia thì cũng không có, gọi là mày không cố gắng hết sức thì bây giờ chê cũng đâu có ý nghĩa gì đâu đúng không? Đúng rồi. Đó, thì không biết là cái quan điểm của mọi người như thế nào. Đối với anh thì battle nó không có xấu, nhưng mà quan trọng là chủ yếu mình có chỉnh chu trong cái việc mình battle hay không, hay là mình có sẵn sàng đón nhận ý kiến của người khác không rồi hẳn battle. Nó một điểm hay chứ không phải là cứ ai rủ battle thì cũng battle đâu. Tính ra là anh chơi 10 năm mà mới battle đúng có một lần à, mà hên sao lần đó anh thắng. Cái này, cái câu chuyện battle này tao có nhiều ý kiến trong người tao luôn, nghĩa là tao đã từng làm hai cái video, gọi là một cái là tại sao không thích battle, một cái là tại sao nên battle. Cho nên là tao có hai cái luồng ý kiến khác nhau trong chính con người tao, một người trong một người nhưng mà có hai luồng ý kiến khác nhau. Thì theo gọi là nếu mà nói riêng về battle, mà cái lợi của nó, cái tốt của nó là mình có thể, đối với tao là tao có thể thấy được rằng cái trình độ của một cái này nó hơi vĩ mô nha, có nghĩa là hơi trừu tượng một xíu, nghĩa là khi mà tao thấy những cái cuộc battle xảy ra thì tao có thể thấy được cái trình độ chung của một cái cộng đồng hay là một cái nhóm người chơi. Thì đó cũng là cái sự tò mò của chính bản thân tao, tao muốn người ta tao coi là bây giờ trình độ nó nằm ở đâu và người chơi như thế nào, cái cục diện tổng quan của nó như thế nào. Còn về phần battle mà để nhận ý kiến thì như anh Dệt nói là mày phải chấp nhận lắng nghe hả? Gọi là chấp nhận lắng nghe ý kiến của ý kiến và quan điểm của người khác trong cái phần bình luận. Tuy nhiên thì khi mà mày hiểu, khi mà mày tham gia battle thì sẽ có những cái người giám khảo nhất định,
như những cái cuộc thi á, thì nó sẽ có một cái nhóm giám khảo, chứ nó không phải là ai cũng bình luận vô. Thì người ta sẽ đưa cho mày một cái điểm, những cái điểm khách quan, những cái thứ mà người ta cảm thấy trong cái combo của mày hay là một cái video nào đó. Thì đó cũng là một cái tốt, nghĩa là nhiều khi đọc bình luận mày sẽ không có thể nào biết được rằng mày đang ở đâu nếu như nó không phải đến từ những cái người ban giám khảo mà thực chất là chấm điểm có tâm á. Có nghĩa là mày thi, như vậy nói là thi cũng phải có tâm, chỉnh chu, và cái người chấm điểm cũng phải rất là nghiêm túc và chỉnh chu trong cái phần đánh giá, nhận xét. Thì đó chính là cái thứ tốt nhất mà mày nhận được từ một cái cuộc ba độ. Có nghĩa là người ta nói cho mày những cái tốt, những cái mày chưa tốt và những cái mày có thể phát triển hơn nữa, có thể cải thiện để mà có thể tốt hơn. Còn trở về với cái chuyện ba độ nó không được tốt lắm á, thì tao nghĩ tại vì tùy theo cái tính đấu tranh, cái tính cạnh tranh của mỗi người thôi. Nhưng mà kiểu không nhất thiết là phải thắng thua quá nhiều, mày hiểu không? Kiểu vậy. Đúng rồi. Thì tại vì một cái bộ môn nghệ thuật thì chủ yếu là mình phải đề cao cái sự sáng tạo, chứ không phải là mình kiểu đập nhau mà Không phải là cày rank hay là lên hạng gì, chơi game phải top một server này kia, kiểu vậy. Thì đó là cái điểm mà tao không thích trong cái việc ba đồ, nghĩa là cái tính thắng thua nó cao quá. Và thực ra đấu tranh thì cũng tốt, nhưng mà tốt nhất là chơi cái môn này thì nên gọi là sao ta, chú trọng cái việc mày quay như thế nào và những cái mày, những cái combo hay, những cái liên kết hay mà mày nghĩ ra, mày đưa ra cho cộng đồng coi thì tốt hơn là cái việc là mày phải thắng thằng này hay là mày phải thua thằng kia buồn quá, thắng thằng này đã quá này kia, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa mấy đối với tao. Thì tốt nhất cứ chơi trên tinh thần thoải mái là ok thôi. Đúng rồi. Nói chung là khi mà cái mặt bằng chung của cộng đồng nó phát triển tới một cái lúc nào đó, kiểu như là ai cũng là đạt tới cái đỉnh nhất định rồi. Thì bây giờ mình battle để mà mình kiểu như là mình nâng cao cái trình độ của mỗi người lên thêm nữa thì nó tốt. Nhưng mà khi mà kiểu như mặt bằng chung nó chưa có được ổn định lắm thì theo như tao nghĩ là nên kiểu tập trung những cái khác nhiều hơn là battle, kiểu như là mày chia sẻ kinh nghiệm hay là mày tập luyện này kia, tổ chức những cái buổi tập luyện này kia thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì bây giờ chưa có những cái nhiều kiến thức quá mà lên ba đồ thì cũng đâu có cái gì để mà show ra đâu, cũng chỉ làm những cái nó fail này kia thì nó cũng không hay lắm. Lên ba đồ thì bị nói thì nhiều khi cũng tự ái, tại vì hồi xưa tao chơi tao ba đồ tao biết mà nhiều khi nó bị nói thì cũng hơi kiểu giận đó thì đó. Theo tao nghĩ nó không xảy ra với riêng mày đâu. Thì đó. Thì nó nhắc đến cái chuyện mà chia sẻ thì tao có một cái gì ta. Tao thấy tao thấy bên nước ngoài nó làm một cái thứ khá là hay, nhất là mấy cái gọi là cái workshop á, có nghĩa là bên Nhật tụi nó kiểu tập trung chơi lại với nhau rồi chia sẻ, kiểu thằng này ngồi với thằng kia rồi cái này mày làm được chưa, thì tao chỉ mày làm cái này, kiểu nó một cái tinh thần rất là tốt, tinh thần chia sẻ và cùng nhau phát triển, chứ đừng vì một cái trận đấu mà kiểu anh em cấu xé lẫn nhau kiểu vậy đó, thì chơi với tinh thần chia sẻ thì nó sẽ vui hơn. Mình thì bị cái là tao hay vô mấy cái nhóm của newbie, thì nói chung là cũng có nhiều nhóm thì cũng vui. Đó thì share clip quay lên này kia, nhưng mà đôi khi thì cũng thấy là hơi gọi là một người nói thì nhiều người chửi thì nó cũng không có được hay lắm. Đôi khi là một bạn nào đó thì cũng chỉ muốn là nói lên cái quan điểm của bạn thôi, nhưng mà khi nó không hợp ý với nhiều người cho nên là cũng bị gạch đá này kia. Đó thì cũng khá là gặp cũng khá là thường xuyên, cho nên là cũng không có thích những cái tính đó của cộng đồng. Không có được đoàn kết lắm. Thế tôi nghĩ thì kiểu từ những người mới chơi hay là chơi được một thời gian rồi thì không có nghĩa là họ có một cái
gọi là một cái sức phản kháng hay là một cái trí thông minh cảm xúc nào đó có thể dùng để đối đầu với những cái comment, những cái bình luận tiêu cực, đúng không? Kiểu nghe kiểu bị chê này nọ thì nản, còn khen một chút thì kiểu sướng quá, sướng tê tao thấy này kia, thì nó cũng không có phải là một cái hiện tượng tốt đối với tao. Tao nghĩ là phải dần quen với lại những cái phản ứng tâm lý của bản thân trước khi gọi là đăng tải hay là đưa bản thân mình ra cái cộng đồng, thì mình phải chấp nhận trước là cái này nó sẽ có hai chiều, và ta sẽ chấp nhận, ta sẽ tiếp nhận nó như thế nào để mà cái bản thân mình nó yên ổn một xíu, chứ bị lay động quá thì rất khó chịu. Vậy đó, nó cũng là một thứ chủ quan mà, cái chuyên môn này nó chủ quan chứ nó đâu phải là gì đâu. Thì trong cái bộ môn này thì đôi khi tao thấy là nó hay có cái sự tranh cãi là có những người người ta chơi người ta đam mê mod nhiều quá. Đó thì nó cũng là một cái chủ đề mà nó xảy ra những cái cuộc tranh luận tranh cãi này kia giữa những cái nhóm mà newbie này kia. Đó thì người ta chửi nhau là kiểu bạn mày chơi không có tập trung làm trick mà cứ mua mod này kia nhiều quá, thì không biết là ý kiến mọi người thế nào về cái vấn đề này thế nào. Ok, về cái chủ đề này thì tao nghĩ nó phải có một cái sự cân bằng nhất định, mà không phải là cân bằng theo dạng 50-50. Thì giờ nếu mình nói theo số đi thì tao nghĩ nếu như cái số lượng modder đi ha, tạm thời nói là cái người chơi mod là modder đi, thì cái người chơi mod nó nên nằm ở khoảng 20-30% của tổng những người tham gia Weibo, mà nên có nhiều người chơi quay nhiều hơn là chơi mod không. Bởi vì ngay cả trên mặt gọi là gì, trên thế giới thì cũng nhiều modder cũng tập quay, nhưng mà họ sẽ không có để tâm đến cái chuyện cải thiện hay là nâng cao trình độ quay, mà họ sẽ tập trung vào việc làm mod, làm sao cho nó đẹp, làm sao cho nó quay tốt hơn. Và chính lúc đó cũng là lúc mà người làm mod và người quay sẽ học hỏi lẫn nhau. Có nghĩa là người làm mod sẽ hỏi là mày nghĩ là một cái mod như thế nào thì tốt. Và những cái quan điểm đó thì như tao nói là nó luôn là một cái gì đó rất là chủ quan. Như mày thì sẽ cảm giác một cái mod tốt nó khác với tao, đúng không? Hay là anh Dẹt cũng vậy. Nói chung thì nó nên có một cái tỷ lệ nhất định. Và đừng nên là, thí dụ như nếu mình nói riêng về Việt Nam thì tốt nhất là người chơi, người quay nhiều hơn là người chơi mod, thì nó sẽ đỡ. Lúc đó thì phát triển nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Thực tế thì muốn giữ một cái tỷ lệ như vậy thì nó cũng đâu phải là đơn giản, đúng không? Tại vì mỗi người thì sẽ có những cái sở thích riêng, đâu phải ai cũng muốn nghe theo cái chuyện đó. Nếu mà mày chỉ định ra, giờ mày chỉ định ra mày sẽ là thằng chơi mod, còn thằng kia sẽ là thằng chơi quay, thì đâu phải là hai thằng, đâu phải là nó không phải là cái chuyện mình chỉ định hay là ai hay là ban quản trị hay là cái gì hết, mà nó là tùy vào mỗi người thôi. Thì cũng có thể vậy, nó khá là dễ hiểu nếu như mọi người thích chơi mod, đúng không? Tại vì môn Weibo này có mấy cái mod nó rất là đẹp, và người ta chỉ thích làm mod như vậy thôi chứ cũng không quan tâm cái chuyện quay lắm, thì chấp nhận thôi. Đúng rồi. Chung là cái đó là cũng do là nhiều khi người ta lên mạng người ta chưa có tìm thấy được cái sự thú vị ở trong cái chuyện quay, cho nên là người ta thấy cái mod hay hơn, người ta muốn tìm hiểu cái mod nhiều hơn. Đó thì cái cách mà mình có thể làm được đó là mình cố gắng mình làm tốt cái phần của mình thôi. Ví dụ như mày thích chơi quay hơn thì mày cứ làm tốt phần của mày thôi, chứ mà áp đặt muốn người này chơi theo ý mày thì đúng rồi. Có thêm một cái nữa tao nghĩ nó khá là gọi là gì, hữu ích. Nếu như mày thấy nhiều người chơi mod quá thì mày làm sao mày tăng cái số lượng người quay thôi. Làm sao để nó hơn cái phần trăm người quay là được, người chơi mod là được. Cứ kiểu như là mày vô một cái nhóm mà người ta tập trung người ta chơi mod mà mày kêu thôi. Thì không, ý là tăng ở ngoài chứ không phải là vô cái nhóm chơi mod.
Đúng rồi. Thì đó là cái trường hợp đó là mày đã tham gia sai cái nhóm, mày vô không có đúng cái nhóm mà có chung cái quan điểm với mày thì nó rất là khó. Đó cho nên là cái cách để xử lý đó là mày vô một cái nhóm khác thôi, chứ theo như tao là cũng không nên áp đặt là người ta phải nghe theo mày. Tại vì có nhiều bạn là kiểu như là vô thấy nói người ta chơi nó không tốt lắm rồi mọi người kia, làm gì là giống như như team mình thì mỗi người cũng có cái cách chơi riêng, cũng làm mod, cũng mê những cái bút này nọ. Như thì mình có thể tự chia phần trăm, tự chia tỷ lệ làm sao đó cho nó phù hợp thôi. Mà tao thấy là mới chơi thì thường là người ta hứng thú với mod. Một phần đó là do mày chơi mod thì nó dễ hơn, kiểu như mày có tiền là mày chơi được. Còn quay thì đúng rồi, phải bỏ thời gian công để tập này kia. Đó nhưng mà một thời gian sau thì khi mà mày thử hết những cái mod rồi thì nó sẽ lại có hai cái hướng. Một là mày nghỉ, hai là thì ai mà muốn chơi tiếp thì sẽ tập qua quay thôi. Tại vì lúc đó mod thì đã thử hết rồi, giờ đâu còn cái gì nữa đâu. Đó thì thì còn phần quay thì thôi. Những cái gọi là những cái người modder đình đám thì người ta cũng có cái cách tiếp cận khác nhau. Người ta bỏ thời gian để làm mod nhiều hơn là quay thì cũng bình thường. Còn nhiều người nếu mà chơi quay thì sẽ bỏ thời gian để tập trick nhiều hơn là mod vậy thôi. Nhưng mà cũng hơi phân biệt là một người chơi mod nghiêm túc với lại một cái người chơi mod mà có nữa hả? Mày không có tìm hiểu mà mày kiểu như là đó. Đại loại như là mày làm mod thì mày phải nghiên cứu những cái nguyên liệu, những cái nào nó khớp với nhau, rồi mày phải bỏ tiền các kiểu, mày mua thử này kia về. Đó, mày ráp, mày sáng tạo. Còn những người là kiểu làm ra một cái mod theo hướng dẫn nhưng mà cũng nghĩ là chơi mod này kia thì thấy nó cũng hơi sai. Đó, thì theo như tao thì tao thấy nó cũng không có được tốt lắm kiểu vậy. Nếu xét về chuyên môn thì tao nghĩ rằng một cái người chơi quay thì người ta sẽ làm ra một cái mod tốt hơn cho việc quay. Còn người làm mod thì người ta chỉ làm về cái ngoại hình thôi hả, nhìn bề ngoài của nó thôi. Nó không có quá nhiều cái yếu tố gọi là cái khả năng mình có thể quay nó một cách và sao ta áp dụng những cái kỹ thuật quay tốt hay là tốt phù hợp. Quay đúng rồi. Thì tao thấy cái sự kết hợp hoàn mỹ nhất là khi mà một người làm mod nói chuyện với một người chơi quay và tạo ra một cái gì đó mà nó phù hợp cho cả hai người. Đó, nó vừa đẹp như quay đã luôn. Thì đó là cái cây mod mà gọi là nhiều tâm sức nhất kiểu vậy. Chứ đừng có gắn lùm vô kêu đó cái mod thì nó cũng sad, nó hơi buồn á. Nhưng anh Dệt cũng mê chơi mod nè, anh Dệt làm mod đẹp nè. Đẹp, làm cái mod kéo bay da luôn chứ đẹp gì. Cái đó là do cái mod đến từ một thằng chơi quay nha. Nói chung thì đúng rồi. Một cái người chơi quay đôi khi làm mod thì nó cũng không có được không có được đẹp lắm. Nhưng mà nó lập ý tưởng này kia với những cái cây có sẵn các kiểu. Nhưng mà nếu mà có cái ý tưởng của một cái người làm mod thì nó sẽ... Nhưng mà có thể để ý là một cái cây mod là nổi tiếng đến từ sẽ đến từ một cái người chơi quay. Đúng không? Một cái mod tức là người ta làm cái mod nó nổi tiếng chứ không phải là đến cái này là một cái mod tốt bởi vì nó làm bởi một người modder, một người chơi mod. Đó. Thì người quay sẽ làm cái danh tiếng của cái cây mod nó được lên cao. Chứ đâu ai nói là cây này quay tốt là tại vì được làm bởi một người chơi mod như này. Người ta chỉ có thể bình luận là nó đẹp thôi. Hay là nhìn nó logic trong cái cấu trúc của cây mod thì nó là cái chuyện khác. Còn một cái cây thực sự nổi tiếng là nó đến từ một cái người tập trung quay nhiều hơn. Ok, cảm ơn chia sẻ của Akai. Và cái thời lượng thì nó cũng đã hơi dài rồi, cho nên là cái chủ đề hôm nay chắc là sẽ kết thúc ở cái vấn đề này.
Đó, và ok thì nếu các bạn không thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Đó thì Kai có muốn nói lần nào kêu tôi nói cái outro này tôi cũng sẽ nói là các bạn coi trên kênh của Nico mặc dù nó post sẽ chỉnh. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ok, cảm ơn mọi người. Ok, cảm ơn mọi người.